เออบันควายอันนั้นน้าก็มีนสวายต่างอ้อนนึงควายไปอมไหนเราก็เตินอุบลัยkhông biết nó nằm trong thị trấn hay là nó nằm trong xã Núi Tô không biết, mà chỉ có cái đoạn chỗ nãy đó là dân nghèo nhiều. Giờ chạy xuống cho đây luôn à, ừ, vô một năm các bạn này. Bà. Này cục kia nè. Tôi về anh rồi. Con cha lụa bà lại ấy hả? Thằng lá có miếng xoài nè, thằng lá có miếng xoài nè. Trời chuyển mưa nữa. Ở đây có cái nhóm chợ. Tuần này là phát hai ngày mì, thứ bảy chủ nhật là phát mỗi ngày 50 gói 50 hộp mì, rồi thứ hai thứ ba là mỗi ngày 50 hộp cơm, 4 ngày. Ở đây rồi nè. Cái làng đó nó nằm ở ngoài giữa đồng, bên này người ta cắt lúa xong rồi người ta đốt rơm rạ, ở này là khói đốt đồng.
tôi ơi xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng, nhớ thương làng quê che bờ đê, ước mơ trở về mẹ hiền du bên thêm đá cũ. Anh nắm đúng rồi, cô ấy ta. Anh ăn có suy vân màu ban bình nam mà ơi ấy. Xong đi đừng ăn khơi na ơi ta. Vô lươn lươn. Lâu. Cái này. Bốn mắt tá. Ba. Lâu. Học con ta. Ơ bắn xoài. À ná, ná có miên xoài đang ngon không? Vài bay. Đây nè. Ông này nấu canh ăn chú. Đấy ăn sao? Ông đi đâu trong này? Dạ bà bạn nãy thấy chú chạy ngang rồi mới lại nè. Rồi. Chạy theo đó hả? À, biết tôi vô đây luôn hả? Trời bắt đầu gặt lúa. Lươn ăn anh tự ao chế tiếp. Nè ốc vô bà lai đấy. Nè không có chấm cho không xí đó. Tố chị nhắn mắt. Lai xoa giờ sợ nè chi nè ốc. Rồi lươn ăn anh vô tự ao chế tiếp. Nè này.